Hey, chào mọi người. Hôm nay mình mua được mấy cây sứ hạt thì để mình đập hộp cho mọi người xem là 8 cây sứ hạt giá 300 ngàn nó sẽ như thế nào. Thì đây là mình thấy người ta bán trên mạng, thì cái ông này ông bán rất là nổi tiếng. Ông chưa bán sứ hạt không? Thì ông bán là 8 cây. 8 cây giá 300 ngàn. Thì cây đâu đó cũng ba mấy ngàn cây. Đây, củ nó nè. Củ nó chất bằng nửa cầm tay à. Xíu chứ nó không lớn lắm nè. Này về mình phải trồng lại thì mới biết được mặt hoa các bạn ơi. Đó, có củ nhỏ luôn nè không? Thì một cây mà hoa đẹp của ổng bán là 100 ngàn một cây nè. Thì những cái cây này á, những cái combo này thì mình nghĩ giống như hàng dạt, cái hàng sứ mà lại tạo hàng dạt đi. Tại vì mình thử mua coi cái củ nó bao lớn. Sứ này chắc trồng năm á. Màu hoa của nó giống như là những cái màu hoa không đẹp á, mình mua về mình trồng thôi. Đó. Còn cây sứ 7.000 cây là sứ anaconda là khác nha. Nó là cánh 5 cánh bình thường, 5 cánh mà mình đi đâu mình cũng thấy hết là bình thường. Này, cắt hoa hết trơn. Đây. 2, 4, 6, 8, 8 cây 300 ngàn. Có gì đặc biệt không? Thì cái mặt hoa nó thì các bạn có lên clip xem. Nhưng bây giờ mình cũng không biết nữa. Giờ phải trồng thì nó mới biết được. Nhưng mà mình theo ý của mình nha. Thì mình thấy bỏ 300 ngàn để mua cái này á, nó có vẻ nó hơi phí. Thật sự cảm giác rất là phí. Tại vì trong cái suy nghĩ của mình á, là mình nghĩ là mình giống như là mình tự tin là mình sẽ trồng, nó sẽ ra những cái hoa này, khi mình đủ sức á nó sẽ ra những cái hoa đẹp. Nhưng mà mình nghĩ chắc không đâu. Nhà vườn họ giỏi hơn mình, nên họ biết cái nào đẹp, cái nào không đẹp, nên họ bán với cái giá rẻ thôi. Nếu như 300 ngàn này các bạn cứ để dồn tiền để các bạn mua 3 cây 100 một cây 100 ngàn thì nó sẽ ngon hơn là mua một combo này. Cái này cũng giống như hàng lỗi. Thì để mình trồng một thời gian thì coi nó ra hoa như thế nào. Theo ý của mình nè, đây là ý kiến cá nhân. Tại vì khi mình mua rồi, mình đặt mua rồi thì tự nhiên mình cảm giác như là hối hận. Thì mình cũng phải, nhưng mà mình cũng phải nhận thôi đúng không? Chứ mình không thể bơm được. Đó. Tại vì cuối cùng thì mình cũng chơi hoa thôi đúng không? Thì hoa thì sứ ghép cũng được, chứ không phải nào cũng được. Có những người ta trồng sứ ghép cả chục năm nó có sao đâu. Ồ, này bị thúi nè. Thúi rồi mà không biết hoa này hoa gì. Không cắt cho nó lây nữa. Này bị thúi đây. Thúi thì cắt xa xa ra. Cây này đúng ra là mình test luôn á, nhưng mà nó thúi như vậy thì ghép cũng được đâu. Nè, nó có chỉ đen rồi nè. Mình ghép vô là nó đi luôn cái cây của mình luôn. Thôi coi bỏ đi. Rồi cứ trồng từ từ lên thôi. Thì đó, đây là 8 cây. 8 cây giá 300 ngàn. Các bạn xem tới đây mình có nên mua không. Theo mình nghĩ thì các bạn nên mua từng cây mà từ 100 ngàn trở lên thì các bạn nên mua. Nghĩa là mình bỏ 300 để mua 3 cây thì nó ngon hơn. Hơn là mình bỏ 300 ngàn mua 8 cây. Theo mình nghĩ là vậy. Thì từ đây sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Thà là một chơi là chơi lớn luôn. Tại vì ví dụ như ông có bán trên đó, ông có bán một cây là 500 ngàn. Bỏ tiền mua cây đó luôn. Thì những cái cây đó nhìn hoa thì đẹp. Thì mua. Còn nếu mua mấy cây này về trồng tốn sức lắm. Thà là các bạn bỏ 300 ngàn này ra, các bạn đi mua mấy cái chậu một cốt mà người ta ghép bông về thì chơi hoa, chơi bông còn sướng hơn. Thì tại vì mình nếu mua một cốt lên xong rồi á,
mình mà nuôi tốt thì nó sẽ lên được cái bo dài cái mình chiếc zin mình trồng, thì nó cũng tương tự như cái hạt thôi, chứ nó cũng chẳng có gì. Nó được một cái là cái này bông này nó lạ, nếu mà được thì cái bông này nó sẽ lạ hơn so với những cái mà người ta bán trên thị trường. Nhưng mà suy cho cùng thì nếu mà mua 300.000 8 cây thì những cái bông đó nó cũng bình thường, nên người ta mới bán với cái giá rẻ. Thì tính ra cũng vậy, thua là mình mua cái cây ghép nữa. Cây ghép thì mình có cái hoa đẹp, mặc dù nó chung nhưng mà nó đẹp hơn những cái hoa này. Cái này mà hên xui thì lỡ mà cái ông nhà vườn ông ngủ gục hay ngủ quên gì, ông bỏ cây nào đẹp đẹp vô đây thì đỡ, còn không thì thôi. Nói tóm lại là nên mua những cây mắc tiền hơn là đừng mua những cái combo này. Thế mình nghĩ là gì? Thế đây sao mình sẽ mua theo kiểu đó. Chơi gì đi. Lần chơi lớn thì nó sướng. Rồi, cảm ơn mọi người. Nói chung cái này mình cũng trồng đâu, mình đem về quê mình trồng, chứ không có chỗ để trồng. Này ghép được rồi nè, ghép ra tược luôn mà quên tên nè. Giờ trồng từ 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 lên coi sao. Bên kia nữa kìa. Thôi, chào mọi người nha.